xe tải chở xe mô tô cảnh sát này các bạn ơi, xe cẩu múc cát cá mập siêu bạo chúa này, wow, có cả xe bồn trộn bê tông này, xe tải ben chở đất này các bạn ơi, toàn là xe rồi. Ui, đây có một chiếc xe máy xúc cát nhá, hai chiếc xe cẩu múc cát này, có cả xe cần cẩu móc này, ui, có cả xe trộn bê tông này các bạn, xe trộn bê tông này, ô, có cả xe tăng này, ô, xe cứu hộ nha, xe tải chở ô tô này đấy, xe cẩu gỗ này, máy xúc cát này, ô, xe tải chở ô tô này, xe cần cẩu này, xe vận tải vận cẩu nha, xe container này, ô, ở đây có xe máy xúc cát này các bạn ơi, ui, đó, xịn xò chưa các bạn ơi, đấy, xoay cần, đây là một chiếc xe máy xúc cát đẹp quá các bạn ạ, ô, các bạn ơi, ở đây có nhiều xe thế nhở, à, xe nửa xoay 360 độ nha, xe máy xúc cát này, ô, xe tải chở thú này, xe trộn bê tông này, đấy, xe bê tông có ấy. Nào, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn, đây là xe cẩu gỗ nha. Đây là một chiếc xe cẩu gỗ xịn xò đấy các bạn ạ. Ôi đẹp quá các bạn ơi. Ô, xe cẩu gỗ xịn xò luôn đấy. Đi 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 đi, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Ô, một chiếc xe cẩu gỗ xịn quá các bạn ơi. Wow. Hay chưa, một chiếc xe cẩu gỗ đẹp chưa này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cẩu rác này. Ô, đây là xe cẩu rác, xe cẩu gỗ và xe chở tên lửa này các bạn ơi. Xe máy này đẹp đấy nhở. Đây là một chiếc xe máy rất là xịn sò này. Đó. Ô. Đây là một chiếc xe chở tên lửa xịn sò nha. Pip 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 pip. Ô, đây đây có một con cá chép này. Ô tô cảnh sát này. Ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Wow. Đây là một chiếc xe lửa này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe lửa nha. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Chở chữ ABC này. Đây là một chiếc tàu thủy này các bạn ơi. Đây là một chiếc tàu thủy nha. À đây có máy xúc cát này. À, xe cẩu múc cát, xe cẩu múc cát này. Wow. Đấy, đây có cả một chiếc xe máy xúc cát xịn sò này. Đây là xe máy xúc cát đẹp quá các bạn. Ui, múc nào. Wow, đây có một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, hay chưa? Đó, đây nha. Đây có cả xe cần cẩu này. Xe cần cẩu rất là xịn này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe cần cẩu rất là đẹp luôn nha. Đấy, xe cần cẩu này rất là xịn luôn. Nào, đây có một chiếc xe bíp này. À, một chiếc xe bíp rất là đẹp luôn. Đó, xịn xò chưa. Đây có một chiếc xe máy cảnh sát giao thông này. Wow. Bíp 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 bíp. Ồ, đây có một chiếc xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ơi. Xe trộn bê tông đẹp quá. Ồ, xoay bồn luôn. Đó, ở bên này có xe cần cẩu móc này. Đây là xe cần cẩu móc rất là đẹp này các bạn ơi, 3696 này. Wow, xe cần cẩu móc, móc xe cẩu một chiếc máy cày ruộng lên nha. Đó, cẩu chiếc máy cày ruộng lên này. Wow, lên cao lên cao. Ồ, các bạn thấy hay chưa? Nào, bây giờ mình lại giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe lửa này. Đây là một chiếc xe lửa rất là đẹp nha. Wow. Đấy, ô tô Lamborghini này. Đấy, đẹp chưa? Xe lửa xịn sò này. Wow, ô tô Lamborghini này các bạn ơi. À, ô tô Lamborghini rất là đẹp này. Wow, hay chưa? Ô tô Lamborghini nha. Đây, đây là ô tô Lamborghini. Tiên là mình sẽ lắp ráp một chiếc xe này đi. Đầu tiên là mình sẽ lắp ráp một chiếc xe này, là một chiếc xe bồn trộn bê tông siêu cao mọc màu, dí mạnh vào. Đấy, một chiếc xe bồn trộn bê tông. Xoay bồn đi cho các bạn cùng xem. Xoay bồn đi, xoay bồn. Này, có cái tay xoay này này. Tay xoay bồn nha. Đấy, xoay bồn luôn. Ui, các bạn ơi, xịn quá các bạn ạ. Ui, xoay bồn luôn này, ui, đẳng cấp quá các bạn ơi. À, một chiếc xe trộn bê tông rồi, ok. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ để chiếc xe bồn này sang bên này nha. Đấy, đẹp chưa, đẹp chưa? Một chiếc xe bồn nào tiếp theo nào. Ui các bạn ơi, mình sẽ chơi một chiếc xe nào đây. Đây là một chiếc xe tải ben xịn sò này các bạn ơi. Đấy, xe tải ben đẹp quá. Đó, cabin màu trắng nha, cabin màu trắng cái thùng màu xanh này. Đấy, xe tải ben chuyên đi chở cát, chở đất, chở vật liệu xây dựng nha. Đó, đẹp chưa các bạn ơi. Ui, đẳng cấp chưa nào. Tiếp theo nào, mình sẽ lắp ráp tiếp một chiếc xe. Các bạn ơi, bây giờ cùng mình thả xe đồ chơi nhá. Bây giờ cùng mình thả xe đồ chơi này. Đấy, bây giờ mình sẽ chơi trò chơi chạy xe nha. Những chiếc xe này chạy trên tấm ván màu xanh này này.
Đấy, bây giờ mình chạy ô tô cảnh sát G63 trước này. Tốc độ đỉnh cao luôn. Đó, đấy, đẳng cấp chưa? Ôi trời ơi, bốc đầu luôn, ôi trời. Nào, xe lưng hàng, đây là một chiếc xe lưng hàng xịn sò luôn. Đó, tốc độ đỉnh cao các bạn ạ. Ê. Nào, một chiếc xe dọn rác xịn sò và đẳng cấp này. Wow. Nào, đây là xe tải chở ô tô đẳng cấp luôn. Ôi. Xe trộn bê tông xịn sò này. Wow. Máy xúc cát này các bạn ơi. Ôi, chiếc xe này bị động cơ hỏng nhẹ. Nào, tiếp theo. Đây, đây, đây là một chiếc xe cẩu rác xịn sò nào. Oen oen oen. Ôi trời, bốc đầu rồi. Nào, tiếp theo. Đây à, đây đây, đây là một chiếc xe cần cẩu móc xịn sò. Oen 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 oen. Ôi trời ơi. Nào, một chiếc xe tải chở ô tô đẳng cấp luôn. Ơi, xe cảnh sát nha. Đây đây, đây là một chiếc xe chở tên lửa nha. Đấy. Mình bắn khủng long luôn này, chơi luôn nha. Này các bạn nhìn nha. Nào, 1 2 3. Hoang, ui trời ơi, nó quá là xịn. Nào, chạy luôn nào. Oen oen, phi phi phi. Ôi trời. Nào. Tiếp theo là một chiếc xe cẩu múc cát đẳng cấp luôn. Ui, wow. Nào, tiếp theo là xe tải chở cát nha, xịn sò và đẳng cấp rồi. Ấy. Ui trời ơi. Nào, tiếp theo là xe chở thú này. Nào, đẩy đẩy nào. Win 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 win. Wow. Nào, tiếp theo. Ui, chiếc xe này đẳng cấp này. Ui, cá mập siêu bạo chúa nha. Ấy. Oen oen, ui trời. Đẳng cấp chưa? Nào. À, xe cẩu rác này. Ui. Nói. Ê, tiếp theo nào, xe máy xúc cát khủng long siêu bạo chúa. Ai. Ui trời, nào, chạy nào. Oen oen. Nào. Xe container chuyên đi chở hàng nha. Ui trời, ô tô cảnh sát G65 nha. Đấy, chiếc xe đẳng cấp luôn. Nào. Ui, xe lưng hàng này. Ấy, oen 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 oen. Wow. Nào. À, máy cày ruộng. Ui trời, bốc đầu à. Đây là xe này là xe chuyên đi kéo lúa, kéo ngô, kéo khoai ấy à, các bạn nhá. Chiếc xe này quá là xịn luôn. Đấy, nốt bằng cao su này, đấy, xịn luôn đấy các bạn ạ. Đẳng cấp luôn, ngầu luôn. Đấy, các bạn thấy chiếc xe